Ngày hôm nay, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh, chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã tạm ngưng tiếp nhận rác thải từ thành phố Đà Lạt về nhà máy để xử lý. Việc ngừng tiếp nhận rác bắt đầu từ sáng ngày 6 tháng 6. Nguyên nhân dẫn đến việc nhà máy ngưng tiếp nhận rác là do phía Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt không thanh toán chi phí xử lý rác cho đơn vị từ tháng 4 năm 2024 đến nay, do đó đơn vị không đủ kinh phí để duy trì hoạt động nhà máy xử lý rác. Phòng Quản lý Đô thị Đà Lạt cho biết lý do của việc dừng thanh toán chi phí xử lý rác là vì qua kiểm tra, công ty chưa xử lý phần khối lượng tách lọc làm nguyên liệu phân vi sinh. Bên cạnh đó, vẫn còn khoảng 300 tấn rác đang để tạm bên hông nhà máy. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài chính tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và thành phố Đà Lạt xem xét đề nghị thanh toán chi phí xử lý rác của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh. Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường hiện đang hoạt động với công suất xử lý bình quân 350 tấn rác ngày đêm. Mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận và xử lý trên 200 tấn rác cho thành phố Đà Lạt.